Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Bonsai ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay lại tiếp tục tưới kích rễ cho một cái cây mai mới ghép đường tháng. Cây mai đó. Mùa mưa thì cô bác anh chị đem vô nhà nha. Chứ hoặc là đem có tấm bạt căng ngoài đường cũng được, nhưng mà phải che nước mưa lọt vô chất trồng thì cây của mình nó mới không có bị thối rễ. Tại vì sao mà tôi kêu là cô bác anh chị là phải là che nước và không không được tưới nước trước khi ghép đó. Lý do là mình phải cắt nước trước ngày ghép để chất trồng khô đó. Thì cái này cái lít nước nè, mình pha 1 ml, nửa ml thôi, một chút xíu vậy đó. Và nửa gam rồi xong. Tại vì 1 gam này và 1 ml này cộng với 4 lít nước đó. Còn bây giờ là nửa gam thôi, nửa gam và phần nửa ml nó đen xì rồi đó cả nhà. Tưới cho một cây ha. Chậu này chậu chậu 5 nè. Tưới xung quanh thành chậu ha, đừng tưới nhiều quá dư nước lạnh rễ thối rễ nha. Tưới bên đây miếng nữa, cây này cũng ra bỏ ra nè. Thì cô bác anh chị tưới xung quanh thành chậu 1 lít nước thôi ha, pha một ít kích rễ loãng tưới vô gốc để cho nó ăn. Thì bây giờ cây nó đã sung bây giờ, nhưng mà phải tưới từ từ cho nó ăn từ từ ha. Chứ không phải là tưới dồn dập, tưới nhiều nước quá, tại cái cây của mình nó chưa có bắt được nhịp đâu, và mình ở trong nhà nên cây nó chưa quang hợp. Thành thứ ra là mùa mưa nó khó chịu hơn mùa nắng là vậy đó. Mùa nắng đem ra ngoài trời che lưới lan là ok nhất, còn mùa mưa khổ, mùa mưa cực lắm. Nên thành thứ ra của anh chị là muốn trồng cây gì đó có tấm bạt che ở ngoài sân ngoài trời, hoặc là anh em làm nhà giả chiến cũng được đó ha. Là tập trung lại 50 cây 100 cây hay vài trăm cây cũng được, nhưng mà phải có tấm bạt che mưa nắng thì ghép đường nào cũng khỏe hết đó. Thì mình có tôi là chia sẻ thôi, chứ giờ là đây là cây mô hình, cũng cây mô hình ha. Thì đây là cái chậu 5 tấc là 2 gang nè, 2 gam là 5 tấc lọt lòng á. Thì trồng cái cây này cũng hoành 30 đó, là cây tứ quý đó. Rồi trồng sống khỏe 6 tháng rồi bắt đầu ghép, ngưng phân trước tháng, ngưng tưới nước trước ngày ghép xong là không tưới nước. 20 ngày sau tháo bọc ra phun trừ sâu bột trĩ, cột lại 2 bữa sau tháo ra luôn đó. Rồi bắt đầu là tháo ra luôn thì bắt đầu mình pha kích rễ, mình tưới cứ 10 ngày tưới 1 lần hàng ngày phun nước lên tàn, tược non ra thì phun trừ sâu bột trĩ 4.000 lần. Có như đó lập điệp lại hoài cho mình thì cây giống này thôi. Và bây giờ hàng tỷ cây ở ngoài xanh của mình rồi đóng hàng nè, đóng hàng là giao cho người ta là đó. Cây nhỏ thì đóng thùng nhỏ, cây lớn thì đóng thùng lớn thì cô bác anh chị nhớ ha, cứ làm theo cái bài này là ok thôi, chứ không gì hết. Đơn giản hiệu quả, ngưng phân trước tháng, ngưng tưới nước trước ngày, ghép xong không tưới nước để trong mát che nắng che mưa nè. Cái này ghép chín rồi nè, nhưng mà bây giờ là tược nó chưa bắn ra nhiều, nên là để vẫn còn cái tược để lá thở nè, chưa bắn ra nhiều cứ để em. Nãy có pha một ít nước kích rễ pha tưới rồi đó. Thì bây giờ nó lên tược rồi thì hết sợ rồi, nó bắt nhịp rồi không sợ. Thì các anh chị nhớ làm ha, 20 ngày sau tháo bọc ra phun trừ sâu bột trĩ và pha kích rễ tưới gốc. Cái này là mình tưới được 2-3 lần rồi đó. Thì bây giờ tược nó bắn ra nè đó, thì mỗi giờ nó già lại, nó bắn ra nữa, già lại nó bắn ra nữa nha đó. Chứ không phải là nó bắn ra hoài hoài đâu. Đây nó ra tới đây nó ra hết nổi rồi, nó sẽ dừng, nó xin dừng cái đường đi nó lại, nhưng mà nó sẽ già lại, nó mập lên và bắt đầu nó bắn đi tiếp. Khi mình già, khi mà lá mà chuyển màu xanh lá mạ, anh em phun cho mình một phần bung đọt nha, không phải bộ dày lá xanh lá lên
rong biển Titan Atonis phun vô, cái lúc mà cái lá nó chuyển màu xanh lá mã hết, cái lá cuối cùng á, phun vô một cái lá nó mập lên, dày lên, mập bắt đầu cái cành nó bắt đầu cám cám thì bắt đầu mình phun cái bộ bung đọt, đọt sẽ bắn ra ha. Và nhớ là sau hết cái chặng này là đem ra ngoài trời, lá màu xanh hết thì đem ra ngoài trời, che lưới lan lên giống như vậy. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình xài tới cái bộ dày lá xanh lá, bộ bung đọt. Và bắt đầu mình chuyển qua tưới canh dưỡng luôn, ngưng xài kích rễ luôn ha. Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ.